Xin chào các bạn đã đến với kênh tin giải trí. Và bây giờ là những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để theo dõi những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Cuồng đô la lần đầu hé lộ biệt thự tân hôn bạc tỷ, chưa hoàn thiện mà đã thấy cực hoành tráng, sang trọng, miễn bàn. Cuồng đô la còn không quên nhắc đến bà xã Đàm Thu Trang và đặt tên cho căn biệt thự của mình là Full House, ngôi nhà hạnh phúc. Mới đây, Cuồng đô la vừa hào hứng khoe căn biệt thự mới tậu đang hoàn thiện đăng trên trang cá nhân. Đây là lần đầu tiên Cuồng đô la hé lộ hình ảnh ngôi nhà mới này của anh. Anh đính kèm dòng chú thích: Loading 99.99% Full House. Và không quên gắn thẻ tên bà xã Đàm Thu Trang. Ngay sau khi đăng tải, Cuồng đô la đã nhanh chóng nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ người thân và bạn bè. Dù mới chỉ nhìn từ bên ngoài, nhưng căn biệt thự của Cuồng đô la đã toát lên vẻ sang chảnh, hoành tráng, không phải dạng vừa. Với thiết kế sang trọng, tinh tế, không gian thoáng đãng, căn biệt thự này được cho là có giá trị không hề nhỏ. Ở tuổi 35, Cuồng đô la đã sở hữu khối tài sản khổng lồ với nhiều siêu xe hạng sang, nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong các công ty mang tên mình. Cuồng đô la lần đầu hé lộ không gian phía ngoài của căn biệt thự mới tậu đang hoàn thiện. Đại gia phố núi nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè và người thân. Theo như chia sẻ, có thể thấy đây chính là căn biệt thự Cuồng đô la và Đàm Thu Trang sẽ sinh sống trong thời gian tới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mỗi ngày.